Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Đây là một cái góc làm việc của chúng tôi. Như thế này, chúng tôi hiện tại đang ở đây có 3 máy và cái này là một cái quy trình hoạt động tương đối là chúng tôi thấy hiện tại là hiệu quả. Thứ nhất là các bạn sẽ có một máy. Đây, các bạn như thấy đây. Một máy này là liên tục autoline. Mục đích của việc autoline là để tăng cái số lượng người like fanpage. Thì như các bạn thấy hai máy bên đây. Đây. Hai máy bên đây đang là auto tag. Như các bạn thấy máy đang tự động auto tag bạn bè, mình thấy rõ ràng ở đây đây, máy đang tự động tag bạn bè đây. Như các bạn thấy máy đang tự động tag bạn bè danh sách ở bên đây và máy đang tự động tag bạn bè. Thì khi mà các bạn có một cái fanpage và có một cái bài viết nào đó mà với một cái số lượng tương tác đột biến từ vài chục ngàn đến thậm chí cả hàng trăm nghìn á, thì nếu như cái lượng like fanpage nó quá thấp thì nó sẽ dẫn đến cái độ nghi ngờ của Facebook. Và chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một cái máy, và mục đích của cái máy này là chỉ là để tăng cái lượng like trên fanpage. Và như các bạn thấy chúng ta đang sử dụng dịch vụ của trang web Tiếp Nối. Các bạn thấy đây, máy đang tự động like fanpage. Và đây là máy đang tự động auto tag. Ok, đây là một phần trong cái quy trình marketing online mà chúng tôi sẽ hướng dẫn trong những cái video tiếp theo. Mời quý vị và các bạn like kênh YouTube của Tuấn Anh để tiếp tục theo dõi.